trong chương mục chính trị và đời sống hôm nay anh chi xin gửi đến quý vị hai đoạn viết ngắn được lấy từ facebook cá nhân của ông ngô trường an và nguyễn thông đầu tiên tôi là con gì ông ngô trường an viết họ nói với tôi là họ giải phóng cho tôi Họ báo tôi đừng lo gì cả, mọi việc đã có họ lo rồi. Nhưng thực ra họ chỉ lo giữ quyền lực của họ thôi. Chủ quyền quốc gia họ cũng không giữ được. Họ bán hết tài nguyên của tổ tiên để lại cho con cháu. Họ bắt tôi phải nộp thuế để nuôi công an và quân đội, nhưng họ lại bảo quân đội và công an phải trung thành với họ. Thế có phải họ xem tôi là con lừa không? Rồi khi cá chết hàng loạt vì Phọc Mô Sa thải độc, nhưng họ lại nói với tôi cá chết là do âm thanh ồn ào đấy. Kẻ khác thì lại bảo cá chết là do tàu thuyền đi lại quá nhiều. Như vậy có phải họ xem tôi là con bò, cho nên họ muốn nói gì thì nói phải không? Tổng thống Hàn Quốc nhận hối lộ liên bị tòa án phát lệnh bắt giam. Còn bọn họ tham nhũng về xây lâu đài, xây biệt thự, xây nhà thờ tộc. Thì họ tuyên bố là tôi làm việc thối cả móng tay mới có được cơ người này. Kẻ khác thì lại nói tôi xây biệt thự là tiền ngày xưa tôi chạy xe ôm, buông chổi đót, dành dụng. Đấy, có phải là họ xem tôi như con cừu khiếp nhược trước sự lộng hành ăn cướp của họ không? Cho nên họ nói sao cũng được, có đúng không? Tất cả thực phẩm độc hại, mất vệ sinh, bị châu Âu, châu Mỹ trả về thì họ đem vào siêu thị để bán lại cho tôi. Họ nói với tôi, con tôm bị dư lượng thuốc BVTV chỉ cần luộc lên là ăn được Đấy, họ xem tôi như là con lợn Họ muốn cho tôi ăn cái gì thì cho Tôi phải chịu thôi Vì làm sao mà tránh cho được Họ tuyên bố khai thác bô xích là chủ trương lớn của họ Thế nhưng họ càng khai thác thì càng lỗ Năm vừa rồi họ lỗ đến 3.700 tỷ đồng Kiểu này chắc tôi và con cháu của tôi sẽ như con trâu kéo cày để trả nợ cho họ chưa họ có làm gì ra tiền đâu, đúng không? Kỳ này họp quốc hội, họ cũng tính đi vay tiếp để trả nợ cho những năm trước kia kìa. Thực ra họ biến tôi thành con gì tôi cũng không hiểu nữa, nhưng cho dù có thế nào đi nữa, tôi quyết không thể thu mình trong vỏ như con ốc được đâu. Còn các bạn, các bạn hay chửi tôi là đồ phản động, các bạn tự cho mình là giỏi giang sáng suốt vậy các bạn có biết mình là con gì trong cái thiên đường xã nghĩa này không